Xin chào các bạn, tên Đại Dương. Hôm nay rất vui khi được gặp đại diện của trường Đại học Central Queensland University, đó chính là chị Tú. Xin chào chị. Chào Hương, chào các bạn. Chị có thể nói sơ qua chi tiết tổng quan về trường Đại học Central Queensland là như thế nào, tọa lạc, địa điểm tọa lạc của trường và những cái đặc điểm nổi bật của trường khi mà học sinh có thể là theo học tại trường khi du học tại Úc được không chị? Vâng, chào các bạn. Tôi là Tú, tôi đến từ trường Đại học Central Queensland University và hiện tại tên trường được gọi biết đến theo trường CQU. Thì hiện tại trường CQU thuộc hệ thống trường công, một trong số những trường công lớn nhất tại Úc với 15 campus và các trung tâm nghiên cứu khác rải dài trong 3 bang Queensland, New South Wales và Victoria. Hiện tại, 3 thành phố lớn nhất tại Úc có rất nhiều sinh viên quốc tế bao gồm Sydney, Melbourne và Brisbane đều có những cơ sở của trường. Trường thuộc xếp hạng những trường có sinh viên vừa ra trường có việc làm ngay cao nhất tại Úc. Đồng thời việc đó, sinh viên vừa ra trường có mức lương cũng cao nhất tại Úc, cao hơn từ 10 cho tới 20% so với mức lương trung bình tại Úc. Đây quả là một cái điểm đáng mừng để dành cho những học sinh nào đang có ý định muốn đi du học tại Úc. Thì các bạn có thể chọn trường Đại học Central Queensland để là một nơi lý tưởng để các bạn có thể đi du học và sau khi học xong các bạn có việc làm ngay khi các bạn ra trường. Và hiện tại trường thì cung cấp khóa học nào vậy chị Tú? Hiện tại thì trường cung cấp về bằng cấp thì sẽ rất là đa dạng, từ bậc cao đẳng, dự bị đại học cho tới đại học, dự bị tiến sĩ và nghiên cứu sinh, thạc sĩ đều có. Và đặc biệt có điểm nổi bật của trường đó là về vấn đề liên quan tới kinh tế, liên quan tới kế toán, kiểm toán và về vấn đề y tế. Thì trường được xếp hạng những trường có học sinh theo học về ngành y tế cao gần nhất trong số nước Úc. Trường thì có những cái hỗ trợ và những cái học bổng nào dành cho học sinh muốn theo học tại trường vậy ạ? Về vấn đề học bổng thì học sinh có thể đạt học bổng từ 15 cho tới 100% và điều đó là cho toàn bộ khóa học chứ không phải chỉ cho một kỳ của các em. Đồng thời vào đó, hệ thống hỗ trợ sinh viên của trường vô cùng phát triển. Học sinh có thể được hỗ trợ từ đi tìm nhà ở cho tới việc liên quan đến việc học của các bạn, hỗ trợ về các việc nghiên cứu hay là tổ chức những cái hội thảo liên quan tới hướng nghiệp hay văn hóa nghề nghiệp đều được hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ rất nhiệt tình. Trước khi học sinh qua Úc để đi du học thì chị có những cái lời khuyên bổ ích nào dành cho học sinh chị? Thì về du học thì việc đầu tiên của các em đó là các em phải xác định thật chính chắn ngành nghề các em muốn đi học là gì. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi đó thì các em mới có những cái nhiệt huyết của các em để các em có thể hoàn thành được cái khóa học. Tiếp theo đó là các em phải xác định một cách chính xác việc đi học của các em và từ đó để chuẩn bị những cái cơ sở vật chất, nghĩa là theo ý chị là những cái chuẩn bị về nhà ở cũng như là những cái hành trang. Và tiếp đó đương nhiên là các em phải tìm hiểu thật kỹ cái môi trường, cái địa điểm của các em để các em sinh sống, để từ đó các em không cảm thấy quá bỡ ngỡ với việc rời khỏi Việt Nam và đi sang ngay một đất nước khác. Và đó là một cái cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa Tân Đại Dương và Đại học Central Queensland University. Và các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về ngôi trường này như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập trực tiếp vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn Hương.